Thanh Nguyên Acon, kênh nghiên cứu chuyên sâu về chiều cao cho người dưới 25 tuổi. Ok, hello bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Thanh Nguyên Acon. Thì trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề mà rất là ít người biết và rất ít người quan tâm, đó là thuốc sổ dung nha. Đây là thuốc sổ dung và mình vừa mới mua với giá là khoảng 18.000 các bạn nha. Đây, bên trong nó là chỉ có khoảng một viên như thế này thôi nha. Đây là thuốc sổ dung. Thì có rất là nhiều bạn, có rất là nhiều trường hợp thì kẻ đời các bạn, các bạn 18 tuổi, các bạn 20 tuổi, trong vòng 20 năm là các bạn vẫn chưa sổ dung một lần nào và các bạn vẫn chưa biết rằng cái tầm quan trọng của thuốc sổ dung nó như thế nào nha. Thậm chí các bạn kẻ đời, các bạn vẫn chưa sổ dung một lần nào và các bạn không biết rằng cái việc sổ dung nó rất là quan trọng và nhiều khi nó là một trong những cái nguyên nhân nó khiến cho chiều cao của bạn nó bị chững hoặc là bị chậm phát triển nha. Thì tại sao chúng ta lại nên sổ dung? Bởi vì sao? Đầu tiên á, khi mà chúng ta ăn rất là nhiều những cái đồ ăn, thức ăn bên ngoài, những đồ ăn tươi sống, ví dụ là các bạn ăn rau này, các bạn ăn rau sống này, rồi các bạn ăn củ quả này, các bạn ăn thịt sống này, các bạn ăn tiết canh này, những cái món nào mà nó tươi sống và nó chế biến chưa kỹ, nó nấu chưa chín thì bên trong nó có rất là nhiều dung sáng nha. Thì cái dung sáng của nó là gì? Nó sẽ vào trong cơ thể của bạn, nó sẽ phát triển và nó sẽ sinh nở, nó hình thành ổ trong đó. Và khi mà các bạn nạp dinh dưỡng vào á thì cái dung sáng này nó sẽ lấy hết một phần dinh dưỡng của các bạn. Nhiều khi các bạn có ăn uống ngon bổ như thế nào mà cái dung sáng này nó sẽ lấy hết tất cả những cái phần dinh dưỡng bên trong cơ thể của bạn nha. Cho nên á, cái việc sổ dung nó rất quan trọng. Khi bạn uống vào á thì nó sẽ diệt hầu hết tất cả những cái dung mà có trong người của bạn. Thì đối với những bạn mà lâu năm chưa sổ dung á thì ngồi nó sẽ làm chững cái chiều cao của bạn. Ví dụ như là các bạn ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, các bạn ăn uống rất là nhiều canxi, vitamin, nhưng mà khi mà đưa vô trong cơ thể của bạn á thì dung sáng nó lại lấy hết một phần chất dinh dưỡng đó, cho nên là các bạn không hấp thụ được tối đa, hoặc là các bạn rất là khó hấp thụ một phần là do cái dung sáng này đó. Cho nên 6 tháng một lần là các bạn nên tẩy dung cho mình, 6 tháng một lần nha. Bạn uống cái này, uống sau khi ăn. Thì trong mỗi loại thuốc sử dụng thì nó sẽ có cái cách uống khác nhau nha. Thì đa số là chúng ta sẽ uống sau khi ăn no. Đó, các bạn nên đọc kỹ những cái tờ hướng dẫn như thế này. Thì nhiều bạn nghĩ rằng cái việc sử dụng thì nó sẽ khiến cho các bạn bị tiêu chảy hay là bị dễ chảy. Điều đó là sai nha, uống vô vẫn hoàn toàn bình thường. Thì nếu mà các bạn không chịu sổ dung á thì cơ thể của bạn nó sẽ bị nhiễm sáng. Nếu mà nhẹ thì nó sẽ ở bên trong cái dạ dày mấy bạn, nếu mà nặng hơn thì nó sẽ di căn qua các nội tạng của bạn, và nặng hơn nữa nó sẽ di chuyển tới các mạch máu và trong não của bạn. Khi mà máu của các bạn nó bị nhiễm dung, nhiễm sáng thì nó phải gọi là nó rất là nguy hiểm nha các bạn, nó rất là nguy hiểm. Và lúc này thì cái thuốc sử dụng nó không có còn tác dụng nữa. Cho nên là các bạn phải uống thường xuyên, 6 tháng một lần nha. Mình khuyên các bạn là nên uống thường xuyên 6 tháng một lần. Đó. Thì cái thuốc sử dụng này á, lúc trước á, thì mình cũng có chưa có tìm hiểu lắm. Nhưng mà khi mà mình luyện tập bị chững chiều cao á thì mình tìm những cái nguyên nhân. Mình thấy cơ thể mình nó rất là khó hấp thụ, nên là mình tìm những cái nguyên nhân nó khiến cho chiều cao của mình nó bị chậm. Và mình đã tìm hiểu tới cái thuốc sử dụng này và mình uống, và sau khi uống xong á thì cơ thể mình cảm thấy mình hấp thụ chất dinh dưỡng rất là tốt. Bắt đầu là khi mà mình uống sữa hay là uống những cái ví dụ như là ngũ cốc hay là các loại hạt gì đó mình uống vào thì mình cảm thấy cơ thể mình hấp thụ rất là tốt, da dẻ mình nó bắt đầu đẹp hơn và nó sẽ bớt mụn hơn đó. Thì chiều cao mình nó bắt đầu nhích và nó bắt đầu tiếp tục phát triển nha. Cho nên mình khẳng định rằng rất là nhiều bạn bị chững chiều cao
Có thể là một phần là do các bạn từ nhỏ đến lớn các bạn chưa uống thuốc sổ dung lần nào.